Một buổi sáng rất là đẹp trời, ốc ban chủ ra thăm vườn sầu riêng. Vườn sầu riêng ri sáu này trái đẹp quá, có mấy trái mấy đêm trước nó rụng xuống rồi lụm xẻ vô ăn đã ghê. Wow, đúng là sầu riêng chả còn gì xâm nhập được hết. Cái lớp bảo vệ của nó như kim cương vậy đó, xẻ ăn thôi không khéo là đã chảy máu rồi. Thấy anh chị em thấy cái vườn sầu riêng có cái view đẹp không? Đến đây lấy lều cắm trại nè, từng nhóm có thể cắm trại, dựng trại cắm trại rất là đã. Sầu riêng vườn cao su đó là cái khu để nghỉ dưỡng, các bạn tới có thể sử dụng gà hơ mông thảo dược rất là ngon, và ốc sạch tiêu chuẩn, và đặc biệt có ốc sâm nữa nha các bạn, ốc sâm của ốc ban chủ. Khu nghỉ dưỡng thì bao quanh cái vườn cao, xung quanh rất là thơ mộng. Các bạn đến thì có nhiều điểm lựa chọn, có những bạn mình ở trung tâm Sài Gòn thì phái những cái thảm cỏ này thì họ ra họ dựng lều trên những thảm cỏ này, họ ngủ nghỉ và câu cá, mò cua, bắt ốc lên nướng. Mấy cái cỏ này đẹp quá ta. Sáng nay mấy cái cỏ này đẹp quá ta. Đi cầu khỉ. Ô, cá nhóc. Đấy, các bạn thấy chưa? Sầu riêng trái lủng lẳng thấy không? Sầu riêng sạch, hữu cơ, ri sáu nha các bạn. Đấy. Cây nào cũng trái lủng lẳng hết. Nhìn thấy đã ghê. Ban đêm cũng chẳng dám vào nữa. Ban đêm các bạn có đi là phải né mấy gốc cây của nó, vì sầu riêng hay rụng đêm. Rồi mình quay một xíu video để giới thiệu cái vườn sầu riêng sạch hữu cơ chỗ mình thôi. Các bạn đến trải nghiệm thì có thể may mắn có một trái sầu riêng nó rụng thì cùng ăn chung. Còn các bạn mà muốn mang về để làm quà tặng biếu cho người thân, người thương á, thì giá tại vườn siêu dễ thương nhé. Rồi, chào các bạn.